17 lượt một ngày trong 30 phút một chuyến, thì đó là sẽ phục vụ khách du lịch. Khách du lịch muốn tham quan thủ đô Hà Nội, giá vé của mình có 3 mức. Giá thứ nhất là giá vé có thời hạn là 4 tiếng, có giá trị sử dụng trong vòng 4 tiếng là 300.000, được sử dụng trong vòng 24 tiếng là 450.000, sử dụng trong vòng 48 tiếng là 650.000. Khi là bạn lên xe, bạn sử dụng cái vé đấy và chưa có hướng dẫn viên dập lỗ cái ngày giờ bạn đi ấy, thì mới tính. Bạn có thể mua tại bờ hồ là một điểm và bán qua các trang mạng, có trang web của Hot Out bắt đầu. Tôi đã từng đi nhiều loại xe buýt phổ thông ở Hà Nội, còn bây giờ thì là loại xe buýt này thì nó rất đặc biệt và nó tiện nghi hơn và nó cũng rất là tiện đối với du khách trong khi đi lên tầng 2 và đi xuống, và cũng có chức năng hướng dẫn khách thì là và tổ chức buổi tham quan thì là có thể nghe tất cả mọi thông tin qua tai nghe và qua các thứ tiếng theo ạ.